Chào các bạn. Và tiếp theo trong chuyên mục tử vi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tử vi chọn đời của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nữ mạng. Chi tiết về cuộc đời, công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình duyên qua các cái độ tuổi khác nhau của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nữ mạng. Qua đó thì chúng ta sẽ biết được chính xác Bính Dần sinh năm 1986 mệnh gì, hợp với tuổi nào. Bính Dần kết hợp với tuổi nào sẽ gặp nhiều may mắn. Tuổi đại kỵ của Bính Dần sinh năm 86 nữ mạng là tuổi gì và cái diễn biến tốt xấu từng năm, và có đó sẽ giúp cho các bạn biết được những cái việc nên và không nên làm trong cuộc sống, lựa chọn được cái hướng đi phù hợp với bản thân, đưa bạn đến gần với cái sự thành công hơn. Và các bạn hãy xem hết video để nắm được chi tiết cuộc đời của mình là như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng. Đối với nữ mạng tuổi Bính Dần sinh năm 1986 thì mệnh hỏa, cung khảm, niên mệnh năm sinh là thủy. Về vấn đề cuộc sống nói chung thì nếu các quý cô thuộc tuổi Bính Dần thì tiền vận thường khá vất vả, hay gặp chuyện âu sầu, tinh thần không được yên vui, hay lo nghĩ nhiều. Cuộc sống có nhiều sự thay đổi lên xuống thất thường. Sang thời kỳ trung vận tuy vẫn còn chịu cái sự lao đao, nhiều lo toan suy nghĩ, nhưng so với cái thời kỳ tiền vận cũng đã khá hơn rất nhiều. Chỉ khi về hậu vận bạn mới được hưởng an nhàn và thành thơi. Tuổi thọ trung bình từ 55 cho đến 73 tuổi. Về vấn đề tình duyên thì tình duyên của người tuổi Bính Dần cũng không khá hơn so với cuộc sống của họ. Cũng gặp phải những cái khó khăn, thử thách rồi mới được hưởng thành quả. Phụ nữ Bính Dần mà sinh vào các tháng như tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch thì vận tình duyên của họ sẽ có 3 lần thay đổi. Còn được sinh vào các tháng như tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch thì sẽ phải chịu 2 lần thay đổi trong hôn nhân. Cuộc hôn nhân được vẹn toàn và hạnh phúc, không chịu sự thay đổi nào nếu bạn sinh vào những tháng như tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Về tuổi kết hôn thì hôn nhân là cái việc hệ trọng trong đời, vì thế là bạn cần phải chọn những người hợp với tuổi của mình thì sẽ có cuộc sống vui tươi đầy đủ. Những cái tuổi hợp với bạn đấy là Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi. Kết hôn với những cái tuổi này thì cuộc sống của bạn sẽ diễn ra êm ả và hạnh phúc, ít sự rối rắm và lo nghĩ. Không chỉ hợp về mệnh mà còn hợp về cả con đường công danh, nên sự nghiệp sẽ có khả năng tiến xa hơn. Năm 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tuổi thì không nên tính chuyện hỷ sự. Về gia đạo và công danh thì công danh bạn có nhưng không quá vĩ đại lớn lao, chỉ ở cái mức độ là trung bình. Riêng về phần gia đạo thì phải 40 tuổi trở đi thì mới êm ấm và không có sự mâu thuẫn xích mích trong gia đình. Cái sự nghiệp của bạn cũng vững chắc với những cái thành công nhất định ở tuổi 40. Tiền tài thật sự đến với bạn vào năm 42 tuổi trở đi. Về tuổi hợp làm ăn thì việc hợp tác làm ăn rất quan trọng. Thành công hay thất bại đều có những ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, gia đình và tương lai của bạn. Chính vì thế, khi quyết định làm ăn cùng ai đó, nên chọn những người có mệnh hợp với mình để công việc được thuận lợi. Đó là các tuổi Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu. Ba tuổi này rất hợp với tuổi Bính Dần trong mọi sự làm ăn cũng như là mọi khía cạnh của cuộc đời. Về tuổi đại kỵ thì tuổi đại kỵ đó là những tuổi xấu, không tốt trong mệnh của bạn, kìm hãm công việc của bạn, rước thêm phiền não lo toan suy nghĩ vào cuộc sống. Do đó mà bạn nên tránh xa các cái tuổi sau khi mà làm ăn để tránh thất bại, như là Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu và Kỷ Mùi. Đối với việc hôn nhân, nếu bạn đã chót yêu thương và muốn kết hôn với những người kỵ với tuổi của mình thì nên xem sao hạn và cúng sao để giải hạn, thật tâm cầu khẩn để tránh được những cái hiểm họa bất ngờ trong cuộc sống. Khi ăn ở với những người này cũng cần phải có cái sự nhẫn nại, chịu đựng để tránh việc đổ vỡ. Những cái năm khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta cần phải chú ý đấy là tuổi 27, 33, 38 và 43 tuổi là những cái năm tháng vận hạn của bạn. Vì thế mà nên cần phải cẩn trọng đề phòng những cái tai họa bất ngờ ập xuống, như là đau ốm, bệnh tật hay việc làm ăn thua lỗ, hao tài tốn của mà không đạt được cái mục đích gì. Cái ngày giờ tốt để xuất hành và làm ăn đấy là nữ mạng tuổi Bính Dần hợp với con số lẻ, nên vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Bạn nên tính cái việc mà xuất hành xa hay là thực hiện các cái công việc làm ăn và giao dịch lớn nhất, hay thực hiện các cái công việc làm ăn và giao dịch lớn nhất định sẽ có được những cái thành công bất ngờ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cái diễn biến từng năm
cuộc đời của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nữ mạng. Về từ năm 18 đến 25 tuổi, thì năm 18 tuổi cẩn thận tránh bị lợi dụng trong vấn đề tình cảm. Năm 19 tuổi có thể gặp được cái mối tình trong mộng, người yêu lý tưởng, nhưng rồi kết quả sẽ không đi đến đâu. Năm 20 tuổi cẩn thận tháng 6 trong việc xuất hành. Từ 21 đến 23 tuổi sẽ có cơ hội mới tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Năm 24 tuổi thì năm tốt cho cái việc mà lập gia đình. Còn 25 tuổi thì năm khởi nghiệp của cuộc đời, mọi sự sẽ bắt đầu từ đây. Còn từ 26 đến 30 tuổi thì cái khoảng thời gian này sẽ là cái khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Hãy tranh thủ, hưởng thụ và đừng quên chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của mình. Hãy làm một cái bước đệm thật tốt. Còn từ 31 đến 35 tuổi thì so với những cái năm trước thì năm này chính là cái khoảng thời gian xấu nhất của bạn, có thể gặp phải nhiều các cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Việc làm ăn có thể gặp khó khăn, hao tiền tốn của. Bạn cũng nên giữ gìn để phòng bệnh tật hay là tai nạn. Mặc dù là những cái năm không tốt, nhưng bù lại có quý nhân phù trợ nên có thể đứng dậy được sau những cái khó khăn. Từ 36 đến 40 tuổi thì cái thời gian này bạn sẽ cảm nhận được cái sự yên tĩnh cuộc sống và những cái vấn đề trong cuộc đời không lên xuống, tất cả sẽ tạm dừng lại ở một cái mức độ là trung bình. Tuy nhiên bạn cần cẩn trọng và tỉnh táo trong chuyện tình cảm, đặc biệt phải vững tinh thần của bản thân, tránh có những cái phút yếu lòng khiến cuộc sống gia đình bị đổ vỡ. Từ 41 cho đến 45 tuổi thì 41 tuổi hơi xấu, nhất là vào các cái tháng đầu tiên của năm. Phải từ tháng 6 trở đi thì mọi chuyện mới khá lên được. 42 tuổi sẽ có nhiều cái cơ hội và triển vọng. Nếu biết nắm giữ tốt cơ hội sẽ đạt được cái thành công mỹ mãn. 43 tuổi đề phòng tháng 3, tháng 6. 44 tuổi có nhiều chuyện vui về tình cảm và các cái vấn đề liên quan tới công việc. 45 tuổi đẹp ở các tháng đầu năm nhưng cuối năm có phần giảm sút. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi bạn có thể làm nên những cái thành công lớn từ các cái cơ hội tốt liên tiếp đến trong cái thời gian này. 47 và 48 thì mọi sự đều diễn ra ở cái mức độ là trung bình. 49 và 50 tình cảm, công việc đều tốt đẹp. Tháng 4 và tháng 7 là hai tháng đỉnh cao của sự nghiệp trong năm. Từ 51 đến 55 tuổi thì việc làm ăn chỉ ở cái mức độ là trung bình. Năm 51 tuổi có thể sẽ phải tiêu tốn một tí tiền của. Năm 2 tuổi có cái nguồn thu nhập mới. Năm 3 tuổi cần cẩn trọng trong tháng 4. Các tháng khác mọi sự đều yên ổn. Năm 4 tuổi là cái năm xấu trong. Năm 4 tuổi là năm xấu, không tốt cho cái vận mạng, cần đề phòng và giữ gìn, tránh bệnh tật. 55 tuổi mọi sự đều tốt lành, sẽ không có chuyện gì xảy ra, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Từ 56 đến 60 tuổi cần đề phòng, giữ gìn cẩn thận cho bản thân, nên làm việc thiện, tích thêm đức, sẽ tăng thêm phúc phần cho con cháu sau này. Vâng, quý vị thân mến, như vậy bên trên chính là cái phần luận giải chung nhất về tử vi trọn đời của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nữ mạng. Phân tích chi tiết về cuộc đời, công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình duyên qua các cái độ tuổi khác nhau của tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Và để có thể luận giải chi tiết đối với từng người thì cần phải xem cái lá số tử vi được thành lập dựa trên cơ sở của ngày tháng năm sinh, giờ sinh đối với từng bản mệnh. Và cũng rất mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp cho các bạn biết được cái việc nên và không nên làm trong cuộc sống, lựa chọn được cái hướng đi phù hợp với bản thân, đưa bạn đến gần với cái sự thành công hơn. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì các bạn hãy để lại những cái lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu như các bạn là những người mà lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.